về vùng sơn cước lạch người chuyện ma cà rồng có lẽ cũng bởi đây là nơi xa xôi nhất của vùng cao tân sơn với những cánh rừng nguyên sinh hoang dã âm u đã khiến cho những câu chuyện rùng rợn về ma cà rồng có thêm sức sống những câu chuyện hoang đường trong một chuyến đi tìm hiểu về giống gà chính cựa trong truyền thuyết sơn tinh thủy tinh ở vùng cao tân sơn phú thọ tôi đã từng được người dân bản địa kể cho nghe những câu chuyện rợn tóc gáy về một loại ma cà rồng tương truyền từng sống tại nơi đây, đây. Một người dân ở xã Xuân Sơn cho biết câu chuyện về ma cà rồng ở bản tôi thì người nào cũng biết từ đứa trẻ con còn cởi truồng đến những cụ già đã sống gần đủ chiều dài của thế kỷ. Tương truyền thì ma cà rồng là bệnh di truyền trong một dòng họ. Ban ngày thì ma cà rồng ẩn nấp trong hình hài con người, đến ban đêm chúng mới biến thành ma đi hút máu người. Không những vậy, chúng còn đi bắt trộm gà qué, lợn bò, phá hoại cuộc sống yên bình của người dân. Ma cà rồng thích mùi tanh của máu, nên khi không bắt được người để hút máu, thì chúng ra ngoài đồng bắt ếch nhái ăn. Ăn xong, chúng về uống nước vò gạo, và khi no quá thì chúng nôn ngược ra toàn ếch nhái. Thế nhưng chính những người kể cho chúng tôi nghe câu chuyện đầy màu sắc hoang đường như là trong phim kinh dị trên lại thừa nhận rằng họ chỉ nghe các cụ cao tuổi trong vùng kể lại mỗi khi vui chuyện cùng con cháu và có lẽ cũng bởi đây là nơi xa xôi nhất của vùng cao Tân Sơn với những cánh rừng nguyên sinh hoang dã âm u đã khiến cho những câu chuyện rùng rợn về ma cà rồng có thêm sức sống và dẫu cho rằng những câu chuyện về ma cà rồng chỉ là từ đời xưa truyền lại. Thế nhưng ông Bàng Xuân Lam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Sơn lúc ấy vẫn chỉ ra cho chúng tôi dấu ấn của ma cà rồng trong cuộc sống tâm linh của những người dân địa phương. Tương truyền ma cà rồng rất thích hút máu đàn bà, đẻ, nên là mỗi khi gia đình nào có người ở cử là phải treo một túi ớt tươi ở trước cửa nhà. Theo kinh nghiệm của các cụ đời xưa truyền lại thì ma cà rồng rất sợ ớt, nên việc treo ớt trước cửa sẽ giúp ngăn cản chúng vào nhà. Ngoài ra thì cũng vì lời đồn ma cà rồng thích ăn thịt người lạ mà ở địa phương này còn có tục lệ cực kỳ lạ lùng khi đón khách vương xa. Nếu có người từ nơi khác đến ở lại địa phương qua đêm thì tối đến chủ nhân phải cắt cử người thay nhau canh gác suốt đêm tránh để ma cà rồng đến bắt mất khách lạ. Chân dung ma cà rồng Khi đó thì nghe những câu chuyện như vậy Tôi coi đó không khác gì những truyền thuyết từ thầy Hùng Phương hoặc chỉ là những lời đồn đại để mua vui trong các cuộc rượu hay để dọa những đứa trẻ hư không chịu về nhà đi ngủ khi trời tối. Thế nhưng, lần này đi qua vùng cao CH Đức Tê Quy, tôi lại thêm một lần rùng mình trước những câu chuyện về ma cà rồng, không phải trong truyền thuyết mà hiển hiện giữa cuộc sống hàng ngày của bà con dân tộc Tây nơi đây ở một số xã của huyện CH, người ta kể cho nhau nghe về loài ma đáng sợ này mọi lúc mọi nơi. Với bản tính tò mò của những gã trai phố xá, chúng tôi vượt qua mấy con đường rải đá tối tăm để gõ cửa nhà bà Hoàng Thị Nhạc. Bà Nhạc là người dân tộc Tây đã gần 80 tuổi và biết rất nhiều chuyện người xưa truyền lại về loài ma cà rồng từng gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân vùng cao nhiều đời qua giỏi đôi mắt xa xăm vào màn đêm đặc quánh, bà nhạc bắt đầu câu chuyện. Không chỉ các cụ cao tuổi đời xưa mà ngày nay người dân tộc Tây chúng tôi vẫn nói với nhau rằng ma cà rồng thường hóa thân vào các cô gái đẹp, rất đẹp. Những cô gái này da trắng như trứng gà bóc, môi đỏ như máu, tóc đen chạy dài xuống lưng. Ban ngày họ vẫn sống giữa chúng ta như những người bình thường, Lời đồn tai ác ấy đã khiến cho nhiều cô gái cùng thế hệ với bà Nhạc bị người trong làng bản gây sợ và cách ly. Người ta cứ bảo nhau không lấy, không chơi khiến cho những cô gái đó nếu không muốn ấy chồng thì phải bỏ quê hương đi lập gia đình ở tiếp tận những miền xa. Thế nhưng khi màn đêm buông xuống, chúng chui xuống gầm sàn ăn phân lợn, uống nước gạo, là lưỡi lại thè ra đỏ lòm dài ngang ngực. Theo lời đồn đại thì rồng khi hiện nguyên hình, thì sẽ lăn như là con giếm, để lăn được như thế thì chúng thu nhỏ hai chân và đút vào lỗ mũi. Chính vì thế, lỗ mũi của ma cà rồng to và thính hơn mũi người rất nhiều lần. Cũng theo lời của bài nhạc thì ma cà rồng chẳng bao giờ chết, mỗi lần bị ma nhập chết đi ấy là một lần ma cà rồng lột xác, lột xác 7 lần thì ma cà rồng có thêm một chiếc sừng. Nhiều vùng ma lột xác 9 lần có thêm một chiếc sừng thì ma thoát xác 63 lần trên đầu có chín cái sừng thì ma thành tinh biến hóa muôn hình vạn trạng, lúc ấy chỉ cần ma nhìn ai thì người đó sẽ phải chết ngay lập tức. Chính vì vậy mà người nào bị dân bản ghi là ma cà rồng thì sẽ bị cả bản xa lánh cô lập, chẳng ai muốn giao tiếp với ma và đặc biệt rất sợ ma đến nhà mình chơi. Ma đến thăm nhà nào thì dứt khoát và ngày sau lợn gà của nhà đó tự dưng sẽ lăn đùng huyền bí tv kênh thông tin chọn lọc về khoa học huyền bí tiên tri phù thủy chấn yểm lời nguyền hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn